Tư Hổ Vồ 371 nhá. Đây, bán cho hai anh giai ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhá. Cẩm Phả là đất Hổ Vồ anh em ạ. À, Quảng Ninh là đất Hổ Vồ rồi. Tất cả chạy mỏ than các thứ là công ty tập đoàn đều chạy Hổ Vồ hết. 10 con thì chắc phải 8 con chạy Hổ Vồ anh em ạ. Đây, hôm nay hai anh giai ở trên ở dưới Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh lên cửa hàng em ủng hộ con máy Hổ Vồ 371 nhá. Đây, máy anh em nhìn này, lốc này, máy nghĩa địa ải lốc bên hai bên dài lốc bên này còn xanh nhất này. Máy nó chạy cực ít, khai thác cực ít nhá. Vì thế nó vẫn còn giữ được màu sơn nguyên bản của nó, đẹp rực rỡ luôn. Mặt quy lát này nguyên zin hết này. Mặt máy còn nguyên zin, chưa động chạm nhá. Máy cực đẹp luôn. Đây, vòng quanh máy này cho anh em biết này, xanh lét luôn. Đấy. Đây. Đấy, hai bên dài lốc này. Sơn màu sơn của nó vẫn còn tươi lắm anh em ạ, vì máy nó khai thác ít. Con này là lòng của nó là 1 tấc 27, vòng tua của nó là 2200, mã lực của nó là 371 BS nhá. Ngoài miền Bắc này xe chạy đường dài với lại chạy mỏ, chạy công trình đều Hổ Vồ hết rồi. Lố đi em ơi. Giờ em sẽ lổ cho hai anh dài anh ấy xem và đánh giá chất lượng nhá. Khỏe chưa? Quá khỏe luôn. Êm du luôn. Máy gì hết đây ạ? Máy quá gì luôn. Nghe tiếng máy là biết rồi. Em du luôn nhá. Không có cái này. Vẫn còn nước. Vẫn còn nước đấy. Nước mát. Được chưa đại ca ơi? Đổ lâu là chết luôn trận đấy. Quá wow, ok. Alo. Đang là trên 3G đây. Đang đổ máy trên 3G đây. Lố lâu là đi bơm trợ lực ấy. Quá ngon, quá ok nhá. Không có một tí khói nào luôn. Máy tiếng nổ, máy zin nổ, tiếng nổ khác hẳn luôn anh em ạ. Máy làm lại pụp 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 ngay. Nghe tiếng nổ khỏe thật anh em ạ. 371 nhá. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà máy zin hết rồi anh em ạ. Lốc hai bên dài lốc của nó là xanh lét luôn. Em sẽ đăng video lên kênh nếu mà anh em có xem được video ấy. Thì anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Anh em đang có nhu cầu mua máy về chế vào tàu thuyền ra biển đánh cá này. Máy hút cát này, các loại động cơ của máy phát điện, máy thủy hay là động cơ lắp vào xe tải đây, như hai anh dai lắp vào xe tải này, chế cháo vào các công việc của mình, tưới tiêu hay gì đấy, từ động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn nha. Bên cơ sở em đều có hết, em sẽ tư vấn cho anh em. Cứ gọi trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào đó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Và đặc biệt nữa là nếu mà máy móc của anh em hỏng nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay cả một con máy ấy, anh em cần mua gì của con máy này, đồ như lốc, chụp, quy lát, bơm kim, bất kể có cái đồ gì của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác, mọi người chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua ấy, em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt, em gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì có những anh em người ta tìm mua những cái đồ nó độc quá, nó không có, nên là mà phải tìm đến em thôi anh em ạ. Còn bán cái đồ vặt nó không là lãi bao tiền đâu, nó giúp mình quảng bá cái cơ sở của mình thôi. Sau này sẽ có nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn rồi.
Đó anh em ạ. Và nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng nhá, anh em phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá anh em nhá. Để tránh những trường hợp rất là nhiều người vì hám rẻ ơi, chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín rồi bị lừa mất tiền cọc nhiều lắm. Vì sao ở video nào phải nhắc nhở để cho anh em biết được hạn chế rơi vào những trường hợp như thế nhá. Đây, như vậy là con máy Hổ Vù 371 cho hai anh trai ở trong ở dưới Cẩm Phả Quảng Ninh đã xong nhá. Cảm ơn các anh. Chúc cho anh mua máy của em về dùng thật bền, dùng thật tốt. Mong sao lúc nào nó khỏe mạnh, mang lại cái giá trị tốt nhất đến cho các anh nhá. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá.